Xin chào thể các bác và các anh em. Buổi sáng nay thì em rà soát những chiếc băng số mà ngày hôm qua em nhận được để mà chiều nay em sẽ gửi cho các anh em về sử dụng. Thì đang làm chiếc băng số siêu T3 của cái bác ở Tiền Giang, và trong cái quá trình sử dụng thì bác này bác ấy thấy rằng là mic thì không sáng này, không vang, không sạch, không trong, chất âm không hay. Thế thì một cái vấn đề là khi mà các anh làm băng số thì em vẫn chia sẻ các anh em ấy, là không phải là chúng ta tăng cái giải quay dơ ở cái giải cao mà chất âm của mic nó sáng đâu. Không phải cái việc mà chúng ta thích sáng chúng ta tăng cái giải quay dơ của cái giải âm cao lên để cho nó sáng đâu. Đây là một cái cấu hình mà em cũng đã làm, và đây là cái giải quay dơ của chiếc băng số siêu T3. Và hiện giờ thì cái tần số giả dụ như 4.000 này thuộc về giải cao này, 8.000 thuộc về giải cao, và hiện giờ là không tăng, hiện giờ không tăng. Thì cái vấn đề làm sáng ấy thì chúng ta sẽ dùng cái effect để mà thúc đẩy phần âm sắc và nhiều cái phần khác nữa, cái sự phối hợp giữa effect đổ vào, effect đổ ra, chế độ limit compressor, chế độ nâng cao và cái equalizer ở trong cái phần effect. Chứ không phải là cái việc mà như vậy là chúng ta thích sáng chúng ta sẽ tăng cái equalizer lên. Bởi vì là khi em nhận vang số của các anh em gửi đến ấy, thì cái giải equalizer tăng rất là loạn xạ, mà tăng rất nhiều ở cái giải cao. Thế thì đây là một cái mà em muốn chia sẻ với anh em, cũng như là anh em thợ mà muốn làm cái nghề vang số. Bởi vì cái nghề vang số là cái nghề thẩm âm chứ không phải máy móc. Máy móc không đo đạc được những cái này đâu. Máy móc không đo đạc cái này đâu. Thì đây nhá, đây là một cái mà cấu hình mà em cũng đã làm. Thế thì một cấu hình đã làm và các anh em thấy được rằng là như thế này, cái giải quay dơ. Đây là cái giải quay dơ. Trước tiên thử âm mic đã. Đây là một cái cấu hình mà em cũng đã làm nhé. Thì các bác thấy rằng là đây, đây là cái giải cao. Bác này bác có nói chuyện là mic không sáng, không vang, không trong. Thì cái mấu chốt là chúng ta phải làm cái effect nó sạch sẽ thì nó mới trong được. Còn cái sáng thì nó liên quan đến nhiều thứ lắm. Để mà sáng thì liên quan cả effect, cả làm equalizer và nhiều cái chức năng nâng cao khác nữa. Thế thì đây là một cái cấu hình mà các bác thấy rằng là cái tần số 4.000 này là không tăng không giảm, tần số 8.000 không tăng không giảm nhé. Thì bây giờ là chất âm thì em thử này. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. Và bây giờ cũng đang thử ở trên loa BMB nhé, BMB 880 hàng bãi Trung Quốc. Đây là đang thử trên loa BMB 880 hàng bãi Trung Quốc, nó cũng tương đồng với lại cái loa BK 998X của người bác này. Thế thì bây giờ là các bác sẽ để ý về cái giải âm cao. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 7 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
như thế này là em nghĩ là đẹp âm rồi đấy, như thế này là đẹp âm rồi. Thế còn đôi khi các bác anh em nghĩ rằng là như vậy là cần sáng hơn nữa, chúng ta sẽ tăng ở cái giải 8.000 nhá. 8.000 là một cái tần số mà thuộc vào cái giải Czech, và khi mà chúng ta nghe nhạc ấy là tần số này tăng lên là tiếng Czech rất nhiều. Thì bây giờ các bác sẽ để ý xem là khi tăng lên xem nó có sáng không nhá. Tăng lên 6,6 decibel mà không sáng. 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6
Rõ ràng là khi chúng ta tăng thì nó lại không sáng rồi. Cho nên trên vang số nó là như thế, trên vang số là như thế. Đây kể cả cái tần số 4.000 nhé, khi chúng ta tăng ấy thì nó cũng nếu trên lý thuyết và nếu chúng ta làm phần nhạc ấy thì tăng ở tần số 4.000 ấy thì nó sẽ tăng rất nhiều chép. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Tăng quá thì nó còn bị lạc giọng, lạc về cái phần âm sắc. Cho nên khi em làm ấy thì chính cái giải cao ấy thì em lại ít tăng. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Mà chúng ta phải giảm ở giải thấp để cho nó sáng âm, chứ không phải là chúng ta như vậy thích sáng chúng ta tăng giải cao đâu. Đấy là một cái nhá. Thế còn về cái phần eo quanh dương, bây giờ là cái này là không tăng không giảm nhá, eo quanh dương không tăng giảm. Thì đây là cái phần eo quanh dương.
Đây là phần EQ dư ở trong cái phần dì vọt này. Bây giờ thử âm và để vào chế độ bypass xem sao nhé. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 Và bây giờ sẽ lại bypass này ở cái E cho này. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1
các bác lại có một quan niệm như này, thích sáng thì sẽ tăng cái giải cao này, tức là đặt cái giá trị cắt cao này lớn lên. Đang để 10.500 chẳng hạn thì các bác lại nghĩ rằng là bây giờ để nó lớn lên, con số này lớn lên, cắt cao lớn lên thì như vậy nó sẽ sáng. 1, 2, 3. Không phải cắt cao lên mà nó sáng đâu nhé. Đây là một cái mà em chia sẻ. Còn ngoài ra các điểm đấy các bác thấy rằng là tăng và giảm. Bây giờ sẽ thử cái phần e cho này. Cho nên đây là một cái mà em muốn định hướng cho các anh em khi làm bằng số, không là làm bằng số. Đây là cái phần e cho này. Các bác thấy rằng không phải cái việc mà chúng ta thích sáng chúng ta sẽ là cắt, đặt cái giá trị ở cắt cao lớn lên đâu nhá. 1, 2, 3. Không phải chúng ta muốn sáng mà chúng ta đặt cái giá trị cắt cao lớn lên đâu nhá. Và các bác sẽ để ý được cái tần số này. Cái tần số, đây là phần e cho này. Các bác sẽ thấy như này. Cắt thấp là 120 này. Một cái tần số 180 giảm là âm 2,6 này. Một cái tần số 315 giảm âm 2 này. Một cái tần số 1560 giảm âm 0,6 này. Cái tần số 3560 giảm âm 0,6 này. Đây là phần e cho nhá. Đây phần gì còn. Cắt thấp là 140 này. Một cái tần số 180 giảm âm 0,8 này. Cái tần số 334 giảm là âm 2 decibel. Và cái tần số là 1760 giảm âm 0,6 và 3760 giảm âm 0,6. Thì hầu như khi em làm vang số thì cái giải quay dơ ở trong cái cho dịch vật là giảm chứ không phải tăng. Và rất nhiều các bác anh em là tăng ở cái giải quay dơ. Thì vừa rồi các bác thấy rằng là ở cái phần mic ấy, ở cái phần mic này này, khi chúng ta tăng lên ấy thì chất âm nó còn mờ đi. Chất âm còn mờ đi. Thế cho nên rằng là khi mà làm cái giải quay dơ ở trong phần effect ấy thì tuyệt đối không tăng. Tuyệt đối không tăng, hoàn toàn là giảm hết, các bác thấy không? Giảm để cho nó mềm, nó nhuyễn. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2. Chứ là chúng ta sẽ dùng cái effect để thúc đẩy âm sắc chứ không phải là quay dương. 1 1 2 1 1 2. Đây nó cũng là một cái mà em muốn chia sẻ các anh em để định hướng ở trong cái vấn đề một căn chỉnh vang số. Thì đây là đang làm cho vang số của cái bác ở Tiền Giang. Và có lẽ rằng khi bác này nhận lại thì sử dụng cái loa Bika 998X thì có lẽ rằng cũng khá hài lòng. Thì em giả soát kỹ rồi, chiều nay em đã gửi cho bác này để bác sử dụng. Và chắc chắn rằng bác này khi nhận cho bác này sẽ có 4 chế độ khá hay ở trên dòng vang số siêu T3.